Này chưa nào. Đây là bên xưởng mình bàn giao một thất căn hộ biệt thự liền kề cho anh chị Uyên. Đấy, trong khi trong tủ là có gỗ ăn, khung thùng là gỗ ăn giường, cánh acrylic trắng bóng và điện là tự động. Mình cứ đóng cánh rồi mở gấp cánh và tự đèn nó sẽ tối. Cộng với hai là chất liệu, đây là nhựa tấm nano, tấm than tre nhựa công nghệ mới nhất bây giờ mà nó đang được đang rất là xu hướng. Cộng với hai là không bị, nó không có chất một cái chất gì là ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Đấy, hệ thống nhà điện mình lắp cảm biến hết rồi, mình lắp cảm biến hết cả biến trạm nữa, rẻ hơn là cảm biến đấy, cảm biến kia. Đấy, còn đây là phòng của bé gái, yêu cầu là cháu yêu cầu là rất nhiều màu trắng, màu trắng tinh khôi. Điện đấy mình cũng lắp luôn cảm biến, rồi điều hòa của mình đây, điều hòa của mình khi mà cái điều hòa mình treo điều hòa mình thấy mặt rất là xấu thì mình đã thiết kế như thế này, mình đã thiết kế như thế này. Đấy, điều hòa ở trong khi mát ra rất là đẹp. Và thứ hai là mình đã lắp tấm than tre, than tre sợi mây tre để cho nó tỏa hơi ra, nó không bị ảnh hưởng đến nhiều đến mình khi mình bật điều hòa thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến nhiều đến cái mát này. Là một thứ hai, đồ bền của cánh tủ, đồ bền của khung thùng, về trang trí nó rất là đẹp. Đấy, nó rất là thẩm mỹ. Đấy là phòng đầu tiên của bé gái. Tất cả hệ thống tủ dây của mình đã lắp dây giảm chấn hết để vào tủ nó sẽ hút. Đấy, thì tất cả các phòng bình thường các phòng giường chúng ta. Đấy, và cái loại tấm tấm này là rất là đẹp, rất là sang trọng, rất là đẹp. Đây còn kệ tivi mình đã kết hợp là treo tường. Cả đấy. Còn đây là một phòng đầu tiên, nay mình hoàn thiện căn hộ đây cửa nhựa. Bây giờ xu hướng bây giờ thì cửa nhựa trong phòng là rất là hợp lý, độ bền cao. Và bên này là phòng ngủ, phòng ngủ cho bé trai. Đây, tất cả căn phòng là mình đã lắp như là lavabo này, bằng nhựa này, mặt đá lavabo ở gương. Đấy, cái tủ như vậy là điểm khác màu, đây là màu ốc chó, tông màu ốc chó, gỗ ăn giường. Còn cánh vẫn là acrylic, cánh vẫn kiểu cách vẫn là tự động mà bây giờ thiên về treo tường nhiều hơn, treo ở quần áo treo nhiều hơn, đồ gấp rất là ít, đồ gấp rất là ít. Cái cửa tự động này, đấy, tự động hút. Mình đã lắp những phụ kiện, đây là phụ kiện hấp lơ chị, đấy, tự động hút, đấy, đóng điện cũng như vậy, đóng điện vẫn là cảm biến chắc. Đấy, còn hệ lam vẫn là gỗ ăn cường, hệ lam của ăn cường, bọc da đầu giường, bọc da cát đi. Đây bàn học, kệ tivi, bàn học dưới bàn học mình đã làm, mình đã thiết kế cánh lùa để nó thuận tiện cho bé học trong này, nó không phải mở cánh ra nữa, được tối ưu cho không gian, rất là hợp lý. Thế còn bây giờ đây là tầng bốn, bạn đi cùng tầng bốn tầng ba, mình đi thang máy đi các bạn, bạn đi cùng tới đúng tầng ba. Giới thiệu lên đây là phòng master, phòng anh chị vẫn như vậy, tất cả đều phòng vệ sinh và cửa vẫn là nhựa. Còn hệ tủ áo đây thì vẫn như vậy, vẫn là gỗ ăn giường, nhưng mà anh chị đã có thêm bản thân. Đấy, thì phụ kiện là mình cũng là lắp dây hết rồi, điện chấn hết rồi. Đấy, và hệ thống điện đóng rồi, về chất liệu là vẫn như vậy, nhưng nó chỉ khác với mẫu mã thôi. Ví dụ mình chia lần nhưng mà đi chia cân. Đây, đấy là tấm than tre, còn hệ thống tất cả các phòng là như nhau, gần như là nó cũng khá là tương đồng với nhau, tương đồng kệ tivi vân vân tất cả. Đấy, khá tương đồng với nhau. Đây phòng bên đây là một phòng nữa, một phòng chờ để dành cho khách, dành cho khách. Hôm nay là bên mình là đang dọn vệ sinh, vừa mới dọn sạch thì mình có đây thang vào các phòng đây. Đấy, hệ thống tủ vẫn như vậy, nhưng mà khác với phòng chờ mình không làm tấm than tre đầu giường giữ nguyên để cho tiết kiệm về chi phí, tiết kiệm về chi phí mà
và cho gia chủ và thứ hai là không cần thiết nhiều lắm, không cần thiết nhiều đến về cái phòng chờ này. Rồi còn cách là về quy cách làm hoặc là về chất liệu thì là gỗ ăn cửa cánh acrylic, phụ kiện là toàn hắc lơ cảm chấn, còn tất cả hệ thống của mình đã lắp ánh sáng rất là lớn, thiên về treo rất là nhiều. Bạn nhìn xem trên là nó nắng hơn là treo áo, ở dưới là treo quần, còn quần áo mùa thì đã ở trên này rồi. Còn có ngăn cấp thì ăn có phòng thay đồ riêng, thế là để cho các bạn sử dụng hàng ngày thôi. Thế là các bạn đi theo tôi đi xuống tầng 2 tầng 2 thì để có phòng khách. Bạn đi bộ đi, đi bộ một tí cũng được. Đây, quân bắt đầu từ quân cửa này, mình đã làm tranh kính. Quân gỗ, ăn cửa, tranh kính. Tranh kính, tranh hoa sen này, tranh nổi 3D này, đấy, đẹp không? Đấy. Quân là quân hai mặt đấy, mình làm quân hai mặt đấy. Đấy, phòng khách thì bao gồm là một bàn ghế sofa. Sofa này mình nhập khẩu, sofa là nhà hàng nhập khẩu. Và có massage tự động massage. Có cắm điện mà thôi, ổ điện thì đây. Ổ điện thì mình chưa ấy mà đang đợi bên bên công ty này có xét. Còn đây là tủ đa năng để những cái thứ nói chung là hợp lý phòng khách để đề vô hay để đề vô là tranh này. Hệ thống mình làm đề vô còn kệ TV này. Đấy cũng vẫn là chất liệu gỗ ăn cường. Cánh thì acrylic. Cánh acrylic dây hấp lơ đảm tấm. Còn đây là tranh cũng là tấm nano tranh. Có gian rất xu hướng này, rất chắc chắn. Rất đẹp, giải lụa, một giải lụa rất là mềm mại. Và đằng sau bên này là một bức sơn thủy hữu tình. Đấy, thì mình cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, nó không mà sang trọng, nó không gian. Trên này mình đã làm những điểm nhấn, tạo điểm nhấn rất là mạnh lên để cho cái không gian để gia chủ nó bàn ra cũng là nhập khẩu hết. Bàn này là mình có mua bằng ghế này để xếp để cho khách là nhập khẩu hết. À, động cơ cái này là động cơ của Đức. Thì mình đang phải test lại cái này đang test lại. Thì còn đến mà các bạn qua phòng bếp, đây phòng bếp của mình đang bên mình đây cũng khá là có trong này là không gọn, thì tất cả là không gian bếp. Đây là bàn đảo thì để dành cho phương tiện cho chị em phụ nữ, phòng bếp là phòng của gia đình, phòng của chung là mái ấm của gia đình, thì cũng dành cho phụ nữ này. Đấy, bàn ghế, bàn đá tự nhiên nhập khẩu, ghế thì cũng là nhập khẩu, hàng nhập khẩu. Thì còn đây là bếp, rồi phụ kiện bếp thì đây mình vẫn làm cái bình kính để ly cốc ấm chén rất là gọn gàng. Còn hệ thống điện của mình thì cũng vẫn là điện cảm biến hết, điện mình vẫn dùng cảm biến, khi động vào tắt bật. Thì còn hệ thống ngủ của mình vẫn là ăn cường cánh acrylic, nhưng ngoài ra cánh bếp của mình đã chuyển lên sang là laminate. Tất cả cái hết là laminate, khung nhựa, cốt nhựa dán lại của laminate để cho nó yên tâm chống nước tuyệt đối. Thùng của mình là Picomac, thùng nhựa Picomac. Đây là bạn quay, bạn quay vào góc tôi đấy. Thùng nhựa mình Picomac ấy, để chống nước, chống gọi là chống không còn nữa. Nói chung là về hết là nó là tối ưu rồi, không phải lo gì về nước mối mọt gì cả. Đây là phụ kiện đấy, phụ kiện inox. Để mình giờ lọc ba để tương hết ra, giảm chấn hết. Còn bát thì lá bát mình đây, cánh acrylic, tay nâng hạ bloom. Phụ kiện đây, bloom rồi. Nâng hạ rất là nhẹ nhàng, tự xuống này. Muốn dùng thì bạn dùng rất nhẹ, rất là nhẹ nhàng lên. Rất là tiện lợi. Khi mà bạn không ấy thì bạn đóng thì rất là gọn gàng, rất là gọn gàng, nhẹ nhàng. Còn bếp mình đã lắp cái bốt đi. Bạn và các bạn bốt đi. Hàng nhập khẩu, bốt. Rất là tiện lợi về. Đây là những cái giá để ô kéo mình để dĩa rồi xong để dĩa bát nhỏ rất là nhỏ, cũng đầu nhỏ rất là hợp lý. Còn đây là giá đang nhanh rất là đủ thiết bị luôn, bao gồm mình sẽ được thiết kế đầy đủ để nấu để gia vị rồi các thứ rất là hợp lý. Đây là bàn đảo. Còn về bên này thì về phòng, đây là phòng bếp. Còn tầng một là có xu hướng là để xe và để kinh doanh. Thì tầng 1 mình chỉ có một cái là mình làm một bức bình phong. Một bức bình phong tầng 1 thì làm một bức bình phong để cô trang trí thôi. Để cho, để mà kinh doanh mà, để cô trang trí thì nó đẹp và nó là phong thủy nữa. Mình có điểm nhấn nhá là sao trông nó rất là hợp lý.
phòng chỉ mình cắt được, phòng chỉ có bản 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 camera quay đầu mình được phòng chỉ được.